Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục tự động trong Word 2016. Ví dụ, mình có một file văn bản như sau. Trong cái file văn bản này có một cái mục lục. Mục lục này thì chỉ được làm toàn thủ công thôi. Đây, như bạn đã thấy đây. Trong cái mục lục này thì gồm có các đầu mục và các khoản mục. Phía sau mỗi cái đầu mục và khoản mục này là số trang. Số trang này sẽ là đường dẫn để chúng ta tìm đến những cái đầu mục và khoản mục này một cách dễ dàng. Do đây là cái mục lục làm bằng thủ công nên là những số trang này là đang bị sai. Không phải là làm bằng thủ công mà nó sai, bởi vì mình đang cố tình để sai, để tí nữa mình với các bạn sẽ đi tạo một cái mục lục tự động. Như vậy thì các số trang này sẽ được hiển thị một cách chính xác. Việc tạo mục lục tự động giúp chúng ta có thể quản lý một cách dễ dàng. Ví dụ như khi chúng ta thêm hoặc bớt nội dung trong văn bản thì các số trang sẽ bị thay đổi. Vì vậy, mục lục tự động sẽ giúp chúng ta tự động cập nhật những số trang khi nội dung văn bản thay đổi. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tạo một cái mục lục tự động. Mình xóa cái mục lục làm bằng thủ công mình đi trước ạ. Trong cái file bản này thì gồm có các đầu mục và các khoản mục. Đầu tiên, đối với các đầu mục ra bôi đen và vào menu Refactor, chọn Aztec, chọn Level 1, căn chỉnh lại. Sang đến đầu mục thứ hai, bạn cũng làm tương tự như vậy, vào menu Refactor, chọn Aztec, chọn Level 1. Sang đến các khoản mục, bởi vì các khoản mục này nằm trong cái đầu mục này, đầu mục thứ hai này, nên chúng ta sẽ bôi đen và chọn menu Refactor, vào Aztec và chọn level 2. Tương tự như vậy. Trong các khoản mục này thì gồm có các mục con, nhưng trong cái văn bản này thì mình sẽ không cho vào, lại không liệt kê ra cái mục lục. Nếu như các bạn muốn liệt kê thì các bạn chỉ cần bôi đen và vào menu Refactor và chọn Aztec và chọn Layer 3. Trong trường hợp này mình không sử dụng. Đối với khoản mục thì các bạn cũng làm tương tự.
bây giờ chúng ta đi tạo cái mục lục tự động cho cái file bản này. Các bạn lại vào menu Refenster, chọn Table of Contents. Đây nó có rất nhiều cái mẫu mục lục tự động được tạo sẵn. Còn nếu các bạn không muốn sử dụng những cái mục lục được tạo sẵn này thì các bạn vào Custom Table of Contents. Ở trong cái file bản này thì mình chỉ sử dụng có hai cái never thôi. Chính vì thế ở chỗ source never các bạn chọn hai và để căn chỉnh cho cái để căn chỉnh cho cái văn bản kiểu chữ màu chữ trong mục lục, thì các bạn vào modify một chọn modify. Ở đây là mình sử dụng phông Times New Roman cỡ chữ là 13. Cái TOC1 này là dùng cho cái never 1. Căn chỉnh độ giãn dòng. Độ giãn dòng exactly. Mình thường dùng là 18. Ok. Ok. Bây giờ sang đến cái TOC2 Never 2, mình cũng làm tương tự như vậy. Sang Never 2 mình chọn TOC2 Verify. Chọn phông lại Times New Roman. Rồi chữ là 13. Chỉnh độ giãn dòng. Nếu muốn các đầu mục được in đậm, ta vào modify TLC1 modify và chọn kiểu chữ đậm. Ok. Như các bạn đã thấy là tất cả những cái khoản mục và mục lục, khoản mục và các đầu mục và khoản mục đã được hiển thị trong cái mục lục này. Và cái số trang này được hiển thị một cách chính xác. Và để đi đến các khoản mục hoặc các đầu mục hoặc các khoản mục thì các bạn chỉ cần click Ctrl và click chuột vào cái đây. Thì ngay lập tức bạn sẽ tới được cái khoản mục mà các bạn cần tìm. Bây giờ ví dụ như là mình sẽ thay đổi cái số trang, thay đổi thêm nội dung văn bản chẳng hạn. Bây giờ ví dụ thôi, mình làm ví dụ đen chọn copy theo xuống dòng chân về cần về. Như vậy các bạn đã thấy là cái
nội dung văn bản thay đổi, dẫn đến các số trang cũng bị thay đổi theo. Và những cái số trang này ở cái mục lục này sẽ không còn chính xác nữa. Ví dụ như điều 20 nó sẽ không còn nằm ở trong 8 nữa, mà nó sẽ nằm ở trang 9. Như vậy là số trang đã được thay đổi, nó một cách chính xác là đã bị thay đổi. Vậy chúng ta chỉ cần vào menu Refactor, chọn Update Table, mình chọn dòng Update Page Number Only, tức là chỉ cập nhật số trang và không cập nhật những cái thay đổi của cái tên đầu mục hay là khoản mục. Như bạn đã thấy là các số trang được thay đổi đúng với cái đầu mục và khoản mục mà chúng ta vừa định định dạng cho nó. Như vậy là mình và các bạn đã vừa thực hiện xong cách tạo mục lục tự động trong Word 2016. Chúc bạn thành công.